Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần này bằng một phiên tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,59%, tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức thấp là 1.674 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.654 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.680,22 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên giảm nhẹ, tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức rất cao là 109,643 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,31%, giao dịch ở mức 19.863 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này bằng một phiên giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,06%, giao dịch ở mức 3,451% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,20%, giao dịch ở mức 85,271 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ 6 khi mà đồng đô la Mỹ chững giá, nhưng chưa thể lấy lại ngưỡng chủ chốt đó là 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy đã giảm 2,5% trong tuần này do xu hướng tăng của đồng bạc xanh và khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng mạnh lãi suất trong tuần tới. Cụ thể, khi mà đồng đô la Mỹ giảm giá trong phiên ngày thứ 6 đã kích thích một số nhà đầu tư mua vàng. Theo chiến lược gia trưởng Philip Chable của Blue Life Future nhận định, tuy nhiên thì ông Chable nhấn mạnh rằng vàng đã không phát huy được vai trò là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng lớn. Diễn biến giá vàng trong tuần tới sẽ tùy thuộc nhiều vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed được diễn ra vào ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Thị trường đang đặt cược rằng khả năng 75% Fed sẽ nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong lần họp này, và với khả năng là 25% sẽ nâng lãi suất 1 điểm phần trăm. Có vẻ như nỗi hoảng sợ đột ngột về bước nhảy lãi suất 1 điểm phần trăm có thể được Fed sử dụng sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo đã khiến cho vàng sụt giảm mạnh trong tuần này. Theo nhà giao dịch Tai Quang của Hiraeus Precious Metals nhận định, vào hôm thứ 3 tuần này thì Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hay thường gọi là CPI tháng 8 của Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này không những không giảm như dự báo mà còn tăng. Báo cáo này đã làm dấy nên nỗi lo rằng Fed sẽ không còn cách nào khác ngoài việc duy trì tăng lãi suất mạnh tay để khống chế đà leo thang của giá cả. Về cuộc họp tuần tới của Fed thì ngoài bước nhảy lãi suất, nhà đầu tư còn chờ đợi những đánh giá của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới về tình hình lạm phát, tăng trưởng và triển vọng về đường đi của lãi suất trong thời gian sắp tới. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 65,85 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,65 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Như vậy là giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối ngày hôm qua. So với thời điểm thứ Bảy tuần trước thì giá vàng miếng hiện tại đã giảm 300.000 đồng trên một lượng so với giá vàng thế giới sau khi quy đổi. Giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện tại đang cao hơn khoảng 18,5 triệu đồng trên một lượng. Trong tuần này thì khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới tăng thêm 600.000 đồng trên một lượng do giá vàng trong nước không phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới. Đến thời điểm buổi chiều ngày hôm nay giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hôm nay thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.585.000, bán ra 6.665.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.585.000, bán ra 6.667.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.575.000, bán ra 6.655.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.600.000, bán ra 6.660.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.565.000, bán ra 6.665.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.585.000, bán ra 6.665.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.587.000, bán ra 6.663.000, tăng 16.000 ở chiều mua vào và bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.605.000, bán ra 6.645.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.530.000, bán ra 6.630.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.530.000, bán ra 6.650.000, giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra tăng 15.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.565.000, bán ra 6.665.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng VietinBank mua vào 6.575.000, bán ra 6.657.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong khoảng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này vẫn đang duy trì trong khoảng 800 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.585.000, bán ra 6.667.000. STC Huế mua vào 6.582.000, bán ra 6.668.000. STC Bình Phước mua vào 6.583.000, bán ra 6.667.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.585.000, bán ra 6.665.000. STC Long Xuyên mua vào 6.587.000, bán ra 6.670.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.585.000, bán ra 6.667.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.583.000, bán ra 6.667.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà tăng trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.040.000, bán ra 5.130.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.030.000, bán ra 5.090.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 4.909,6.000, bán ra 5.039,6.000, tăng 19.800 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.632,9.000, bán ra 3.832,9.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.782,8.000, bán ra 2.982,8.000. Vàng 10K mua vào 1.937,7 nghìn, bán ra 2.137,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.